Ngọc Ngân xin kính chào quý khách hàng thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị một loại đang rất là hot ở trên thị trường, đó là tùng kim cương độc đỏ. Thì cây tùng kim cương độc đỏ thì hiện nay thì nó giá trị của nó rất là cao, do là cái cây của nó rất là đẹp, đọt của nó màu đỏ, thì màu đỏ thường là tượng trưng cho sự may mắn, cho nên là cây tùng kim cương độc đỏ thì đang rất là hot ở trên thị trường. Nãy giờ Ngọc Ngân giới thiệu cây tùng độc đỏ mà quý cô chú anh chị nhìn chắc bạn nói ủa sao thấy cây tùng độc xanh mà nãy giờ cứ nói cây tùng độc đỏ, thì đúng là vậy quý cô chú anh chị. Kế bên Ngọc Ngân ở đây là một cây tùng kim cương, thì cái này là cái loại đọt xanh như trước giờ là Ngọc Ngân giới thiệu á, còn cái tùng độc đỏ là nó Ngọc Ngân đang cất ở một nơi rất là bí mật luôn á, không có dám để ở ngoài luôn á, tại vì để ở ngoài là khách vô cái là khách hốt khách tiêu luôn, không khách cứ năn nỉ là chia đi là không, mình không có thể từ chối được, tại vì cây tùng kim cương độc đỏ thì Ngọc Ngân đang nhân giống á, chưa có thể cung cấp. Ngọc Ngân chỉ nhá hàng cho quý cô chú anh chị xem cây tùng kim cương độc đỏ thì thật ra nó như thế nào. Nhiều khi mình cứ nghe là tùng kim cương độc đỏ nó đang hot thì không biết cái cây nó ra sao nữa, thì Ngọc Ngân có một cây giống nó cũng bé bé thôi, thì Ngọc Ngân muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị có thấy cái tùng kim cương độc xanh của mình không, nó rất là đẹp, khi lớn lên nó thì nó cực kỳ đẹp luôn á, từng nách lá của nó, những cái nách lá của nó thì nó sát với nhau, nó tạo nên những cái kiểu rất là đẹp. Và cây tùng kim cương độc đỏ thì cái độ hot của nó thì còn hơn rất nhiều lần so với cây tùng kim cương, tại vì giống như Ngọc Ngân nói, màu đỏ thì là màu tượng trưng cho sự may mắn đó, nên là được rất nhiều quý cô chú anh chị tìm kiếm. Thì sau đây thì Ngọc Ngân sẽ dẫn cho quý cô chú anh chị xem cây tùng độc đỏ nhà Ngọc Ngân nha. Xong là mình thấy toàn là đọt vàng luôn, không có thấy cây đọt đỏ ở đâu luôn á. Lý do là nhà Ngọc Ngân rất là nhiều loại tùng, từ tùng kim cương, rồi tùng Đài Loan, tùng Vạn Niên, rồi tùng Nhật Bản, rồi tùng La Hán nữa, nó rất là nhiều loại luôn á. Ở đây là một cái loại cái tùng đọt vàng nè, em quay cho quý cô chú anh chị xem. Còn đây là cái tùng kim cương đọt đỏ đây, cái cây nó bé xíu như thế này thôi, Ngọc Ngân phải giấu kỹ lắm luôn á, không giấu kỹ là sẽ bị mất luôn á. Tại quý cô chú anh chị loại ai cũng thích hết trơn á, là cứ đồ chia đi, chia giá nào cũng chia hết, nhưng mà không có bán được luôn á, tại vì Ngọc Ngân thì chỉ có vài cây thôi. Em quay gần cho quý cô chú anh chị xem thì những cái nách lá của nó rất là gần nhau. Thì loại tùng đọt đỏ hiện nay thì nó cũng có rất là nhiều loại, cây tùng này là gọi là tùng kim cương đọt đỏ Nhật Bản á quý cô chú anh chị. Cái nách lá của nó khít nhau, lá của nó rất là đẹp và cái đọt của nó rất là đỏ. Thì cái loại này là cây zin á. Nè quý cô chú anh chị có xem những cái tùng kim cương đọt đỏ nhà Ngọc Ngân nè. Nó ra màu, cái video nó bị nhè, nó mà nè nó ra màu đỏ tươi, nó rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị, màu đỏ rất là sáng luôn nha. Thì Ngọc Ngân đang nhân giống, tại vì nếu mà mình nhân giống bằng cách giam cầm thì nó khá là lâu, thì do đó là Ngọc Ngân đang ghép với cái gốc tùng mà Vạn Niên và tùng Đài Loan nữa. Ngọc Ngân đang ghép cây giống nào mà hiện tại là cũng chưa có bán được nữa, do là cái mầm ghép nó còn nhỏ, Ngọc Ngân chưa có bán được. Thì quý cô chú anh chị hãy bấm đăng ký kênh của Ngọc Ngân để khi mà cây giống mà nó ổn định thì Ngọc Ngân sẽ đăng tải video lên. Quý cô chú anh chị có nhu cầu mua cây giống thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video. Xin kính chúc quý cô chú anh chị có một buổi chiều thật là vui vẻ bên gia đình nhé.